Trước mắt quý vị đây con suối này. Con suối nó chảy dí rách như vậy thôi. Thì trên cái lô đất mà tôi đang muốn giới thiệu quý vị đây chính là ở xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, gần với lại vị trí mà tôi đang đứng đây là gần với lại đường tỉnh lộ 765, gần với lại ngã 6 Đá Bạc. Gần ngã 6 Đá Bạc, đi qua ngã 6 Đá Bạc tí nhỉ. Ừ, đi qua ngã 6 Đá Bạc tí. Ừ, đi qua khoảng 500 mét. Thì cái lô đất này có diện tích là 2 hect mốt này. Đấy, đất phủ hồng nhé. Phủ hồng bên trên có hai mặt đường. Mặt đường này là chuẩn bị trải bê tông này. Thì là dài tới hơn 200 mét nữa. 200 mét. Đó. Còn cái bề ngang kia là dài 100 mét. Đó. Đấy, thì đất nó lại là tương đối vuông vức đẹp. Đang chào bán lô đất này là 25 tỷ. 25 tỷ quý vị nhé. Đất đây thì rất là tốt này. Đất kiểu như này nó rất màu mỡ nhưng mà nó không bẩn như đất đỏ quý vị ạ. Đây, bên này người ta trồng tiêu này, rất là xanh tốt. Bên này đang trồng hoa màu, cây ngắn ngày. Đây là họ mới trồng vừng xong. Đây, cái đường này cũng rất là to. Đường này phải rộng tới 6-7 mét. Ừ, to. Đây này, đất này nó tơi xốp này, cho quay lên cho quý vị thấy là cái chất đất nó như thế nào này. Đây, quý vị thấy. Đó, chất đất này nó rất là màu mỡ nhưng nó lại không bẩn quý vị ạ. Làm nhà vườn thì tuyệt vời luôn với cái chất đất như thế này. Diện tích là 2 hect mốt. Đó. Đây tôi đi lên. Bây giờ đi lên trên đường nhựa nhé. Sâu xuống của mình là giáp suối luôn, đất của mình là giáp suối. Đấy, hai mặt tiền. Cái đất này mà giờ trải nhựa lên là đẹp lắm này, trải 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 bê tông lên là đẹp lắm này. Hai mặt tiền quá đẹp luôn. Khi mà nó trải bê tông lên thì nó sẽ tăng giá thêm lần nữa quý vị. Đấy, đất đẹp. Rất là tơi xốp. Đẹp tuyệt vời. Đấy, hai mặt tiền đường luôn. Rộng, chiều dài này tới hơn 200 mét. Đây cây hàng năm, hiện trạng là cây hàng năm. Cái xung quanh mặt đường nhựa này là phủ hồng này. Đó. Chiều ngang mặt đường này là 100 mét quý vị nhỉ. Đấy, mặt trăm sâu 200. Đấy, thì sơ bộ quý vị biết một lô đất ở đây. Quý vị nào quan tâm thì cứ liên hệ với chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới nhé. Chỗ này là ngay vị trí ngã 6 Đá Bạc luôn. Đấy, quý vị có thể search về cái ngã 6 Đá Bạc, quý vị sẽ rõ. Ngã 6 Đá Bạc thì ở đó có Ủy ban Nhân dân xã Đá Bạc ở ngay đấy. Đó. Rồi, xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.